bạn có cái câu hỏi là có khi thì mình đi làm thì mình nhóm này nhưng về nhà mình lại là nhóm khác không? Đấy, xuất hiện ở trong cái sự kiện này mình là một cái nhóm tính cách nhưng mà rời cái sự kiện ra mình lại là một nhóm tính cách, một cái vai trò khác. Đấy, hoặc là ví dụ như là mình chơi với bạn mình thì mình lại bộc lộ khác, còn mình đi làm mình bộc lộ khác. Thì nó sẽ có cái nhóm tính cách sau đây. Cái đầu tiên là một cái nhóm tính cách nó gọi là nhóm bẩm sinh. Bẩm sinh. Người ta hay bảo là cha mẹ sinh con trời sinh tính ấy. Là có những cái đứa trẻ bé 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 xíu nhá, nó chưa học hành gì đâu nhưng mà nó gọi là nó rất khéo mồm, nó giống như đội nhóm Y, nó nói khéo lắm. Con yêu cô, ví dụ như nhà Đức có cái đứa bé con nhà gì, lúc nó ở với mẹ Đức thì bảo bác Nga tuyệt vời, cháu cháu yêu bác Nga nhất, mẹ cháu có về cháu cũng không bao giờ đi với mẹ, mẹ nó về phát nó đi tót với mẹ nó luôn. Nó rất khéo mồm. Thì đấy, có những đứa là tính cách bẩm sinh nó đã là một cái tính cách nào đấy, một cái tính Y, tính S, tính D, tính C. Thì sau một thời gian ấy, nó có một cái tính cách nữa là cái tính cách thuộc cái nhóm 2 là nhóm môi trường. Nhóm môi trường là như nào? Là bạn làm ở môi trường nào lâu là bạn sẽ bị nhiễm cái tính cách đấy. Cho nên là một số người anh chị em thấy là ví dụ đi bộ đội về chẳng hạn, thì tự dưng thấy người ta kỷ luật hơn, người ta quy củ hơn, người ta nguyên tắc hơn, người ta làm gì đấy người ta chắc chắn hơn, thì nó bị ảnh hưởng bởi môi trường đấy. Hoặc là ví dụ một số anh chị em mà sang làm nghệ sĩ chẳng hạn, thì ngày xưa cũng bình thường thôi nhưng mà bây giờ làm nghệ sĩ nhiều, tiếp xúc nhiều, phải bay bổng hơn, phải sáng tạo hơn, phải loe loẹt hơn, phải nói nhiều hơn, thế thuộc cái nhóm Y, nhóm môi trường. Còn một cái nhóm thứ ba, đố biết nhóm gì? Nhóm thứ ba là rèn luyện. Đấy là cái nhóm tính cách là do rèn luyện mà có. Tức là như Đức nói đấy, là thấy là cái đội nhóm của mình không có D, mình rèn luyện lên D. Thấy gia đình mình không có F, mình rèn luyện trở thành F. Đấy, thấy là bây giờ công ty không có người kiểm soát về tài chính, mình cần phải chắc chắn hơn, chuyển sang C. Đấy là nhóm nhóm rèn luyện. Đấy, cho nên là anh chị em sẽ thấy là có lúc người ta bộc lộ tính này, có lúc người ta bộc lộ tính khác. Nó là câu chuyện này này. Bây giờ có một câu hỏi như này cho anh chị em. Thế bây giờ gặp cái người mà các cái nhóm đều nhau rồi, khó phân biệt rồi, thế làm thế nào để chúng ta vẫn biết được họ thuộc nhóm nào? Hoặc là có những người mà người ta bây giờ người ta chả bộc lộ cái gì mạnh cả, cái gì người ta cũng xíu xíu một tí kia kìa. Thế thì bây giờ làm nào để biết người ta thuộc nhóm nào? Làm nào để biết người ta thuộc cái nhóm nào? Em thưa thầy thì theo em thì nếu mà mình muốn kiểm tra test các bạn thuộc nhóm gì thì mình có thể đưa ra câu hỏi. Ví dụ như là mình sẽ hỏi về gia đình chẳng hạn. Ví dụ như là gia đình của anh có mấy người chẳng hạn thì người nhóm D họ sẽ trả lời là 3 hoặc 4. Còn người nhóm Y thì họ sẽ có xu hướng là họ sẽ kể chuyện lan man. Nhóm S thì họ sẽ có xu hướng là họ sẽ nói nhưng mà họ sẽ nói kiểu gọi là nói trình bày ạ. Không nhất đây là nói ví dụ nha, cái trường hợp mà cái người mà người ta là phát triển toàn diện rồi. Ví dụ em hỏi cái câu đấy, nếu hỏi là anh chẳng hạn, trả lời luôn 3 hoặc 4 người luôn. Nếu như mà trong cái trường hợp ví dụ hỏi xã giao thông thường hay mình chả có cái việc gì mà phải kết nối, tôi trả lời luôn. Nhưng giả sử là bây giờ cái bạn này là bạn mà tôi đang rất là cần kết nối, thì đương nhiên là bạn hỏi tôi là bao nhiêu người thì tôi sẽ hỏi lại nhà bạn là bao nhiêu người. Thế khi mà người ta ở đỉnh cao ấy, người ta biết là cái trường hợp đấy dùng cái tính cách gì để thể hiện. Lúc đấy cần cái sự đơn giản ngắn gọn thì nói đơn giản ngắn gọn. Lúc đấy cần cái sự kết nối chia sẻ dài dòng thì lại nói kiểu dài dòng. Lúc đấy thì mình có thể mình quan tâm để ý đến những cái ngôn ngữ cơ thể. À, ngôn ngữ cơ thể. Nhưng người ta cũng được rèn luyện rồi. Đội mà được rèn luyện nên người ta biết lúc nào cười rồi. Ví dụ mấy ông nhóm C, anh chị em ở trong 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 code DISC, sau một thời gian nhé, mấy ông nhóm C là lên sân khấu nhảy tưng bừng luôn, không ai biết là nhóm C luôn. Ngày xưa là ít nói ít cười thì bây giờ vào là người nói cười nhiều nhất, bởi vì khi mà họ thay đổi họ có cái gia tốc nó cực kỳ lớn luôn. Cái đội nhóm C là rất là hay nhá, một khi mà họ đã biết cái gì là đúng, cái gì là cần sửa họ sửa nhanh dã man luôn, thì mình không đoán được luôn. Thế thì bây giờ như nào? Thì ngôn từ bây giờ không đoán được thì còn cái cách nào nữa nào? Anh chị còn nghĩ ra cái gì không để biết không? Có thể là mình sẽ đưa ra câu hỏi để mình khéo léo mình test xem
cái yếu điểm của họ là gì, họ sợ cái gì chẳng hạn. Họ sợ cái gì? Ví dụ. Ví dụ như là người nhóm D chẳng hạn thì họ sẽ ví dụ như là họ sợ phải tham gia vào những cái công việc mà không đem lại kết quả. Đấy, còn người nhóm Y thì họ sẽ sợ kiểu như là bị người khác xa lánh hoặc là họ không được chia sẻ. Ví dụ bây giờ anh nhóm S anh cũng sợ những công việc mà nó không ra kết quả. Đúng không, đúng, đúng không anh chị em? Hầu như anh chị em chúng ta ở đây nếu mà học rồi thì chúng ta đều hiểu là cái việc gì mà nó ra kết quả luôn thì làm. Rồi ok, một tràng pháo tay cho Tư nào. Rất tuyệt vời. Còn ai có ý tưởng khác không? Rồi ok, xin mời em. Em thưa thầy là như lúc ban đầu mà mình mới vào học ấy thì thầy có 11 nhóm nên để mình để mình tự thay đổi bản thân mình ấy. Xong rồi một thời gian sau thì mọi người sẽ lại trở về đúng cái trạng thái ban đầu của mình, giống như kiểu là cái thói quen nó rất là khó sửa đổi, giống như kiểu bản tính ấy. Thì em nghĩ là nếu như mà khi mà được rèn luyện rồi những cái khác thì có thể thay đổi, nhưng mà em nghĩ là về cái sở thích ấy, rồi ăn mặc rồi màu sắc rồi ví dụ như kiểu tóc chẳng hạn, ví dụ thầy có thể thay đổi được thành tất cả các nhóm đều cân bằng rồi, nhưng mà ví dụ như cái kiểu tóc của thầy là thầy luôn để như vậy và thầy sẽ không thể nào mà thay đổi, ví dụ bây giờ thầy muốn để dài thầy cũng không thể được. Thì em nghĩ là có thể là dựa vào ngoại hình ấy, cái cách ăn mặc rồi cái sở thích mà màu sắc rồi phối đồ ấy, ví dụ như mình không nhận biết ở bên trong được thì mình nhận biết ở bên ngoài ấy. Em nghĩ là như vậy. Không, ngày xưa ví dụ như là có lúc thì anh thích mặc nguyên một màu, nhưng có những lúc lại thích mặc nhiều màu. Cái sở thích của mình cũng thay đổi theo thời gian, theo những con người mình gặp, theo những cái môi trường mình bước vào. Nhiều khi nó còn theo thị hiếu của thị trường cơ. Thì thế thì chắc là đấy em lại phải tìm thầy. Rồi ok. Rồi ok, xin mời ý kiến của bạn bên cạnh nào. À, em vừa nghĩ ra, có nghĩa là có thể là mình khi mà thầy lên đỉnh cao DSC bằng nhau và cao quá rồi thì mình phải tìm cái trường hợp nào mà thầy không phòng bị để mình biết nhận biết rõ là thầy đứng cách nào, ví dụ như là mời thầy đi nhậu chẳng hạn. Khi mà nhậu say rồi thì lúc ấy không bao giờ phòng bị được nữa và lúc ấy sẽ thể hiện hết ra con người của mình. Đúng rồi, một tràng vào tay các bạn, đúng rồi. Một cái từ rất là quan trọng, đấy là cái từ mà vô thức. Tức là cái hành động của người ta ở trong vô thức ấy, là người ta sẽ bộc lộ chính bản thân mình. Tức là cái người mà cái tính D ấy, thì ví dụ như sau một thời gian học thì người ta cần biết là người ta phải 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 nhẹ nhàng xuống, phải lắng nghe rồi phải phải cố gắng để thể hiện này kia ấy. Thì nó vẫn là người ta là phải phải cố, phải dùng ý thức để chỉ bảo mình. Đấy, nhưng mà khi mất đi ý thức, còn lại tiềm thức không thì mọi thứ bộc lộ ra hết. Bộc lộ ra hết luôn. Đấy, ví dụ như là một là đưa vào vô thức này, hai là ở trong những cái khoảnh khắc mà người ta chịu đựng áp lực. Ví dụ như là có một cái việc gì bất ngờ nó xảy đến. Đấy, ví dụ như một ông nhóm D nhá, mà bây giờ tự dưng là có một cái việc gì ấy làm cho ông ấy cực kỳ bực mình. Thì có học giỏi đến mấy, có học phát triển bản thân đến mấy là cứ vẫn phải cáu phát ạ, phải chửi phát ạ. Ừ, rồi sau đấy thì người ta mới ngộ ra à mình không nên làm như thế, thì người ta sẽ tiết chế lại dần dần. Đấy, nên là có một cái cách để nhìn thấy họ, đấy là đưa họ vào vô thức, đưa họ vào những cái tình huống áp lực. Cái thứ hai nữa, đấy là hỏi cái suy nghĩ sâu xa của họ, cái mong muốn sâu xa của họ, thực sự họ muốn trở thành ai, muốn cống hiến điều gì, muốn muốn noi theo cái hình mẫu nào ấy, thì nó cũng sẽ biết được một phần. Ví dụ như cái người nhóm D ấy, thì sâu thẳm ở trong người ta vẫn muốn người ta là số 1. Cái người nhóm S ấy, thì sâu thẳm trong người ta khi mà người ta kiếm được tiền rồi, người ta muốn muốn trở về để trao giá trị, vẫn muốn là giúp đỡ người khác. Cái người nhóm Y thì người ta vẫn muốn là người ta được nhiều người để ý quan tâm, vẫn muốn được nổi tiếng. Cái người nhóm C thì khi mà kiếm được tiền rồi bắt đầu trở lại nghiên cứu những cái nó tuyệt vời hơn, sáng tạo lại những cái mà nó có ích cho nhân loại. Đấy thì khi mà chúng ta nhìn sâu hơn ấy, thì sẽ biết được là họ thuộc nhóm nào. Thì đây là một số cái chia sẻ với anh chị em để nhìn DISC cho nó kỹ hơn. Sau này gặp những cái vị mà toàn năng lắm, cái gì cũng biết, cũng cũng giỏi, Y cũng giỏi mà D cũng giỏi, S cũng giỏi, C cũng giỏi, khó đoán lắm. Đấy, nhưng mà những cái người như thế thì chúng ta cần thời gian ở bên cạnh đủ lâu thì họ sẽ bộc lộ ra. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Master Anh Đức. Để không bỏ lỡ những nội dung mới, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.